Rồi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh tự nhiên quên tên kênh mình luôn. Rồi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61 nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng Honda Giáp Bình Dương trên nhánh số 1. Thì cái chỗ này mình giới thiệu rất là nhiều lần trên cái clip của mình rồi. Bạn nào không biết thì cứ gọi điện thoại cho mình đi ha, để mình rút ngắn cái khoảng thời gian mà mình giới thiệu cái đường đi cho mấy bạn. Tại vì nói về đường đi nhiều quá thì các bạn sẽ rất là nhàm chán. Thì hôm nay tiếp tục lại là chuyên mục xe cổ nữa ha mọi người. Đó, các bạn biết chiếc này là chiếc gì đó. Coi đến cái đoạn này các bạn hãy dừng lại và bình luận ở bên dưới cho mình biết là chiếc này là chiếc gì ha. Đó. Thì hôm nay mình sẽ lại quay xe cổ, báo giá, rồi quay từng chi tiết một. Để mình coi mình rớt giò, rớt một nhịp giò cái là xe nó nổ máy liền các bạn. Rất là ghê gớm luôn, mình nghe mình thích phấn khích quá nên là xách xe ra đây mình quay cho các bạn liền luôn. Thì chiếc xe này có khá là nhiều người đã hỏi, đã hẹn nhưng mà chưa có lại mua. Thì ai mà lại nhanh tay thì mình mua trước thôi ha. Tại vì mình sợ mình quay trễ quá thì khách hàng đi mua mất tiêu rồi mình không có xe để quay cho các bạn xem. Thì bạn nào muốn mua thì cứ liên hệ với mình ha, số điện thoại mình bên góc trái màn hình. Đó. Rồi, video giá bán cũng như là chi tiết chiếc xe ha. Thế đây các bạn đã biết chiếc này là cái gì chưa? Đây là chiếc Bentley 90 ha. CD Bentley 90. Màu đen. Cái loại Bentley 90 này á, có một cái loại là cái chữ nằm nhỏ trên đây nè. Là cái tay lái nó không có cao vậy. Tay lái nó thấp ha. Tay lái nó thấp ngang, còn cái loại này loại tay lái nó cao, loại này nhiều người mua hơn. Bên mình còn một chiếc bằng cái bình xăng chỗ này nè, tem màu tím nữa. Đó, màu tím màu đỏ nữa. Chiếc này mình công khai giá cho mọi người ha. Chiếc này thì có mức giá là 120 triệu. 120 triệu cho em nói đây. Nhiều người sẽ la làng lên, trời ơi xe này 120 triệu, mắc quá mắc rồi, quá trời mắc. Thì mình cũng nói luôn á, là xe bên mình là không phải là xe cam vô máy, vô giấy gì hết trơn ha. Xe mình là xe hải quan chính ngạch, bao rút hồ sơ cho mọi người luôn, bao đăng ký luôn đó. Nếu mà mọi người không đăng ký được thì trả xe, trả tiền lại cho mọi người. Đấy. Hôm bữa mình cũng nói xe CD bên mình đó là giá khá cao, cái anh kia anh hỏi là mua xe nhưng mà nó là xe hải quan chính ngạch giá cao quá anh mua không được. Có xe cam không, xe cam vô giấy không, bán cho anh xe đó mà thực chất là không có để bán cho anh luôn, thực chất luôn mà không có để bán mà còn hải quan chính ngạch thôi. Đấy. Đây, đây là phần bên hông bình xăng xe, rất là đẹp luôn nha. Cho mọi người xem bình xăng, quay kỹ cận kỹ cho mọi người xem luôn. Rồi, nắp bình xăng đây ha. Nắp bình xăng mới cáo luôn, tem này nọ nè. Yên xe rất là êm ha. Phần yên phía sau này thì hơi xét rồi, bên mình không thay, cứ để như vậy, cũng sao để như vậy luôn. Để bán đồ zin, đồ chính hãng, đồ ngon thì phải có sao để vậy ha. Xe mình mua về mà xe cổ mà đẹp quá thì cũng đâu được, mà xấu quá thì cũng không xong ha. Vừa tầm thôi, cái vấn đề này mình nói rất là nhiều lần rồi. Đó, cô dì chú bác nào muốn mua thì liên hệ với con ha. Con tên là Phương, số điện thoại con bên góc trái màn hình. Mình sang bên đây ha. Đây, phần chữ CD bên lề 90. Chưa có chốc nha, vẫn còn ngon lành lắm nha. Phục đây. Rồi, hợp xích ha. Tem bọng đồ còn hết tất cả luôn nha mọi người. Đó, mắt in xe băng nè. Mắt in xe băng chắc ở Trung Quốc hả ta? Đùa các bạn thôi, nói thử coi điện thoại có để coi video clip có ai chửi mình không ha. Để nó mắc in xe băng Trung Quốc cái coi có ai chửi không nè. Và có người bình luận lên chửi nó mắc in xe băng Trung Quốc, thằng ngu hả mày. Đó, đây bình xăng con ron này nó cái kiểu còn nè các bạn, nhìn thật nha, nhìn kỹ nha, cô dì chú bác này nhìn kỹ ha. Quay từng chi tiết chậm rãi một, từ một luôn cho mọi người xem chi tiết, để khi mình lên xem mình đang xem video clip mình thấy ưng nó rồi mình lên mình chỉ nhìn sơ nó một lần nữa là đúng chiếc xe này thì mình hút nó về thôi ha. Đây rau xanh luôn ha, ốc đầu bò
gần quá nó bị mờ. Đó. Rồi mọi người nhìn xe đánh giá ha. Mình không có đánh giá đâu, đánh giá rồi bắt công mọi người lại chửi nữa. Quay xe cho mọi người, những ai đam mê thì mình coi mình mua thôi. Mắc hay rẻ thì đó là giá niêm yết của bên cửa hàng, của sếp đưa ra, chứ mình không có đưa ra nên đừng chửi mình. Mình mấy bạn chửi mình giá xe không xuống nữa ha. Đây số khung số máy này nọ luôn, quay cho mọi người xem luôn ha. Gần quá thì nó lại bị mờ không thấy được, mà xa quá không biết mọi người thấy không đó. Rồi đây phụt phụt ha, đầm. Rồi qua đây coi cái năng sản xuất của nó nè. Đây in trên này chỗ này nè ha. Ấy da, ấy da, ấy da. Đây năm sản xuất nó in trên này chỗ này nè ha. Năm để mình bẻ bánh xe nhìn kỹ lên coi. Năm 96 vành của khu tập 3 Sa Păng. Đây đó, mình quay kỹ cho mọi người xem như thế luôn đó. Đây ở phần đây nhìn thấy ron, nhìn kỹ nè. Đấy ron xanh lét luôn. Bô xanh cay ha. Đây đầm sao đây. Rồi thì tổng thể quay nhiêu đó, còn mọi người mà muốn xem cái gì hơn nữa thì cứ liên hệ Zalo, mình sẽ chụp từng chi tiết cho mọi người xem ha. Xe đi được 6.383 km rồi. Để coi ở ngoài đây ngay ngoài mặt trời á nên nó không có thấy. Đây 6.383 km ha. Đèn báo chân trống hoạt động tất cả mọi thứ đều rất là ok. Bây giờ mình đặt nha, bây giờ mình đặt nha, đặt này nha. 1 2 3 đó, một cái một rất giò là nổ ha. Đây đèn không mắc đèn nè. Đèn này đèn cốt pha nè, không có cốt lắc đèn ha. Rồi cho mọi người nghe tiếng máy nha. Này tắt. Mọi người có nghe cái lịch xịt đó là biết gì không? Cái biển số phía sau nè, nãy lúc mà lên ga kêu á là tại biển số phía sau nè nó bị rớt ốc á nên là xe nó đề máy rung, nó kêu lịch xịt á chứ không phải gì hết trơn nha. Xe rất đẹp là nè lớp cái mâm cái nền sau nè cũng 96 luôn ha. Đó rồi thì xe có giá 120 triệu. Cô dì chú bác nào mà muốn mua xe thì cứ liên hệ với con ha. Cứ lại cửa hàng Honda Giá Bình Dương mua, nếu mà không biết cái địa chỉ tới thì cứ lên là bấm là trên bản đồ qua Google á, bấm là Honda Giá Bình Dương chi nhánh số 1 thì nó sẽ ra ha, hoặc là dòng xe An Phú, rồi tới đó gọi điện thoại cho con sẽ ra đón chỉ đường cho mọi người ha. Tới đây xem xe đó, quay rất là kỹ rồi thì mọi người thích nó chỉ cần lên nhìn chiếc xe cái nghe tiếng máy rồi test những cái thứ xin nhan linh tinh này nọ, kiểu kiểm tra động cơ nọ kiểu xong ok chốt hốt về mua chiếc xe, buổi sáng về ngồi lao xe rồi uống ly cà phê với mấy ông bạn già quá ngon luôn ha mấy chú. Đó rồi thì cũng cảm ơn tất cả mọi người, cô dì chú bác đã xem kênh Cua Vlog 61 nha. Nếu mà mọi người muốn mua xe thì liên hệ với số điện thoại bên góc trái màn hình hoặc là liên hệ Zalo cũng được. Rồi chúc cả nhà có một buổi xem video thật là vui vẻ ha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip tiếp theo nha.